Thưa quý vị, kẻ tình nghi sát hại thiếu nữ tuổi teen bị dẫn độ sang Đức. Thanh niên 20 tuổi người Iraq vốn bị tình nghi cưỡng hiếp và sát hại thiếu nữ 14 tuổi tại Đức Quốc vào tháng trước đã vừa bị chính phủ Iraq bắt giữ và dẫn độ sang quốc gia Tây Âu này để xét xử vào ngày thứ Bảy 9 tháng 6. Truyền thông địa phương cho biết là nghi phạm Ali Basha đã được phi cơ chở từ thành phố Erbil tới Frankfurt, sau đó bị áp giải đến trụ sở cảnh sát tại Wiesbaden. Đương sự trước đó đã thừa nhận tội danh sát hại thiếu nữ 14 tuổi có tên là Susanna Feldman ở Đức, khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ, đồng thời lên án chính sách cưu mang người nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel. Susanna Feldman đến từ thị trấn Mainz gần thành phố Frankfurt đã được tìm thấy thiệt mạng bên trong khu rừng rậm ở Wiesbaden vào ngày thứ Tư 6 tháng 7, gần trại tị nạn, nơi Ali Basha đang được cưu mang. Sau vài ngày trốn chạy sang Erbil, đương sự đã bị lực lượng an ninh người Kurd ở Iraq bắt giam vào ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 6.